Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai nuôi của Vũ Linh đã làm điều yêu thương này cho Hồng Loan khiến cô bật khóc. Dù là sinh nhật mình nhưng con trai nuôi của Vũ Linh là Vũ Luân đã gửi lời chúc sinh nhật sớm cho Hồng Loan ngay trên sân khấu. Vào ngày 18 tháng 6, con trai nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng dù trong ngày vui của mình anh vẫn không quên cô em gái nhỏ là hồng loan khi đang hát mừng sinh nhật trên sân khấu vũ luân dừng lại và kiếm hồng loan bé loan giấu anh hai ha bé loan đâu rồi lên sân khấu với anh hai nè hồng loan đang đứng quay clip bên dưới liền được mọi người cổ vũ bước lên sân khấu cùng người anh của mình đợi em gái đứng cạnh mình Vũ Luân chia sẻ mọi người sinh nhật của Hồng Loan em gái Luân cũng trong tháng 6 này mọi người hát chúc mừng sinh nhật một lần nữa cho em gái của Luân nha dù ba không còn nhưng có anh hai luôn yêu thương và chăm sóc cho em Hồng Loan đã bật khóc khi nhận được sự quan tâm của người anh này cô còn nhận được nhiều quà và lì xì từ người hâm mộ khiến cô ấm lòng hơn con trai nuôi của Vũ Linh đã làm điều yêu thương này cho Hồng Loan khiến cô bật khóc. Hồng Loan được tặng quà và lì xì mừng sinh nhật sớm trong suốt thời gian đối mặt với sóng gió gia đình hồng loan luôn có vũ luân kề cận và ủng hộ tinh thần cho mình con trai nuôi của vũ linh còn tuyên bố sẽ bảo vệ em gái mình bằng hết sức lực dù phải thường xuyên chạy sau biểu diễn nhưng vũ luân luôn theo dõi mọi tin tức để hỗ trợ em gái từ xa hồng phượng cháu gái vũ linh gửi lời cảm ơn khán giả nhưng bức xúc vì điều này chia sẻ của cháu gái vũ linh đang thu hút nhiều sự quan tâm cháu gái vũ linh là hồng phượng đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã thắp hương tưởng niệm cho cậu mình đồng thời nữ ca sĩ cũng tri ân đến những mạnh thường quân đã đóng góp xây mộ cho cậu mình cô viết hôm nay tỉnh tâm một chút hồng phượng xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi người gia đình nghệ sĩ ưu tú vũ linh xin cảm ơn bé lâm lâm rất nhiều vì trong suốt quá trình cúng thất cho cậu em đã làm rất tốt và tận tâm trang trí bàn thờ cho cậu bản vẽ phần mộ cho cậu rất đặc biệt đẹp sang trọng đúng chất ông hoàng hồ quảng xin tri ân tất cả tấm lòng mỗi viên gạch mà mọi người đã chung tay để nghệ sĩ ưu tú vũ linh mãi trường tồn trong lòng quý vị khán giả điều đó không mang giá trị vật chất mà đó là những tình yêu thương giá trị tinh thần mà không có gì có thể so sánh được chính là sự hãnh diện tôn vinh mà khán giả đã dành cho người nghệ sĩ họ yêu thương lúc sống cậu đã sống trong vòng tay của khán giả nay cậu mất vẫn được ôm trọn trong vòng tay ấy chỉ có thể là vũ linh xin cảm ơn hoa viên bình dương bộ phận thi công thực hiện bộ phận khoảng trang đã tạo điều kiện để gia đình có được những hình ảnh cuối đời của cậu được hoàn chỉnh nhất có thể Xin cảm ơn tất cả quý vị từ các nơi xa xôi ở mọi miền đất nước đã đến với Hoa Viên trước một phần của cậu Nam thắp nén hương lòng cầu mong cậu được về bên chân Phật. Thắp nén hương lòng cầu mong cậu được về bên chân Phật. Hồng Phượng cháu gái Vũ Linh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã thắp hương. Tuy nhiên cô không giấu nỗi buồn và bức xúc vì sự náo loạn của nhiều người trên mộ cầu mình. Buồn bởi cảnh đó có rất nhiều thành phần đã tạo ra quá nhiều câu chuyện tại nơi đây. Nhất là về mặt tâm linh, họ đã cố ý hành động mê tín dị đoan, lên đồng lên bóng, nhiễu loạn thông tin, dậy sóng giới trẻ. Kính mong hoa viên sẽ có những động thái ngăn chặn để một phần của các nghệ sĩ nơi đây được tôn nghiêm và tôn trọng nhất. Xin hãy để cho những gì đẹp nhất trong lòng mọi người Một lương sơn bá, một chàng vịnh, một sơn xì ke Một ngô phù sai, một trịnh ngọc đường Một ngũ tử tư, một nguyễn địa lô, một phương cương Mãi mãi trong lòng quý vị khán giả Một người sử tú vũ linh khó có ai thay thế chưa dừng lại ở đó, cô còn tiết lộ về tính cách khi còn sống của cậu mình. Không chỉ là những vai diễn để đời, cậu Na Vũ Linh còn là người công chính trong mối quan hệ gia đình và khí khái với vai trò người nghệ sĩ. Ở chốn vô cùng cậu nhìn thấy hết, biết hết. Lẽ con bằng còn ở chỗ phụng sinh, phụng dưỡng và huyết thống. Ông trời biết hết, không cần bày binh bố trận, tà ma ngoại đạo, chân thành cảm ơn và cảm tạ. Cô cũng không giấu nỗi buồn và bức xúc vì sự náo loạn của nhiều người trên mộ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo